quy định về đăng ký mã số thuế, và quan trọng nhất là thông tư 80 năm 2021 là quy định về quản lý thuế. Mọi người nốt cho mình cái quy định liên quan đến thông tư 80 nhé. Cái này sẽ là có một cái điểm thay đổi so với thông tư 156 trước đây, cũng là một điểm thay đổi liên quan đến cách quản lý kê khai và nộp thuế nhà thầu mà có sự thay đổi so với thông tư 103. Thì cái phần này là phần mà chúng ta cần phải lưu ý. Còn thông tư 105 thì chủ yếu là liên quan đến quy định về việc mà đăng ký mã số thuế như nào thôi. Ok chưa ạ? Thì đây là đối với phần mà khung pháp lý về thuế nhà thầu. Rồi chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại về thuế nhà thầu rất là nhiều, thì túm lại thì thuế nhà thầu nó là cái gì? Thuế nhà thầu là gì? Thì như lúc đầu mình và Việt Anh có trao đổi là một trong các lý do vì sao mà các anh chị và các bạn kế toán rất dễ bỏ qua và rất rất khó để nhận diện cái loại thuế nhà thầu này, bởi vì nó không quen thuộc, nó không quá quen thuộc với mọi người như thuế giá trị tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc thuế thu nhập cá nhân. Vì sao lại thế? Bởi vì bản chất thì thuế nhà thầu nó không phải là một sắc thuế cơ bản trong hệ thống thuế Việt Nam, không phải nhé, mà nó chỉ là tên của một cái nhóm thuế đặc biệt đánh vào một đối tượng đặc biệt. Đấy là đối tượng nào? Đấy là đối tượng nhà thầu nước ngoài. Cụ thể ở đây nhà thầu nước ngoài sẽ là đối tượng nào? Là các tổ chức cá nhân nước ngoài mà các tổ chức cá nhân nước ngoài này có tiến hành các giao dịch bán hàng, cung cấp hàng hóa hoặc là cung cấp dịch vụ hoặc có các loại thu nhập khác cho đối tác Việt Nam, hay gọi là trong phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. Thì cái phần thuế đấy mình nhấn mạnh lại với mọi người là bản chất thuế nhà thầu không phải là một trong các sắc thuế cơ bản trong hệ thống thuế Việt Nam, mà cái cấu trúc của thuế nhà thầu này nó sẽ bao gồm hai phần. Cái phần thứ nhất là nó sẽ bao gồm cái phần cấu trúc, xin lỗi mọi người, Để xong. Cứ để xong. cái phim này Chắc thay pin nữa chị cần. Xin lỗi mọi người, chờ mình 1 phút. là không. Để không. Chị chỉnh tạo. Ngay lần chỉnh. Chị để tạo. À, đó thì thuế nhà thầu nước ngoài thì nó sẽ bao gồm hai phần. Cái phần thứ nhất là nó là sẽ là phần thuế giá trị gia tăng đánh vào hàng hóa dịch vụ mà tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, hay chúng ta gọi là nhà thầu nước ngoài, cung cấp cho đối tác Việt Nam, hay gọi là bên Việt Nam ký hợp đồng nhà thầu, được chưa? Thì cái này nó sẽ là đánh vào hàng hóa và dịch vụ. Và cái phần thứ hai của phần thuế nhà thầu này nó sẽ là thuế thu nhập. Thuế thu nhập ở đây sẽ đánh vào thu nhập của nhà thầu nước ngoài, ở đây có thể là tổ chức hoặc là cá nhân, khi mà nhà thầu nước ngoài có tiến hành hoạt động kinh doanh đối với bên Việt Nam ký hợp đồng thầu, đúng không ạ? Thì khi đó thì tất nhiên ngoài bản chất của cái hợp đồng kinh doanh đấy là cái gì ạ? Là cái việc mà cung cấp hàng hóa dịch vụ, thì cái hàng hóa và dịch vụ này nếu như cái điểm đến nó tiêu dùng trong lãnh thổ Việt Nam thì khi đó sẽ làm sao ạ? Khi đó nó sẽ thuộc đối tượng, có thể thuộc đối tượng chịu thuế giá trị tăng theo điều chỉnh của luật thuế giá trị tăng, được chưa? Nên nó có phần thuế giá trị tăng. Cái thứ hai nữa là thông qua cái hoạt động kinh doanh như thế này thì nhà thầu nước ngoài sẽ có gì ạ? Thu nhập từ Việt Nam. Thì đối với thu nhập có nguồn gốc từ Việt Nam như vậy, dù là tổ chức hay là cá nhân, sẽ thuộc đối tượng là gì ạ? Phải nộp thuế thu nhập tại Việt Nam. Thì cái này nếu như mọi người để ý và mọi người có tham gia các hội thảo trước đây của Manavox thì mọi người đều thấy đó, khi nhắc về tổng quan về hệ thống thuế Việt Nam thì chúng ta vẫn luôn luôn nhắc lại những cái nguyên tắc về quản lý thuế và hệ thống thuế Việt Nam như vậy. Ok chưa ạ? Đó, thì đấy là cái phần mà câu hỏi thứ nhất chúng ta sẽ đi tìm hiểu là thuế nhà thầu là gì. Nhấn mạnh lại mọi người nha, nó không phải là một trong các sắc thuế cơ bản của Việt Nam, mà nó là cấu thành bởi hai loại thuế, hai sắc thuế cơ bản, đấy là thuế giá trị tăng, hay nhiều khi chúng ta hay gọi là thuế tiêu dùng đánh vào hàng hóa và dịch vụ đấy ạ. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Thuế thu nhập đánh vào thu nhập của nhà thầu nước ngoài. Rồi chúng ta cứ nhắc đến nhà thầu nước ngoài thì cụ thể nhà thầu nước ngoài ở đây như làm thế nào để xác định là nhà thầu nước ngoài, hay là cái khác, ai được coi là nhà thầu nước ngoài? Kia chưa? Next slide. À, đối với phần này thì các bạn hình dung nhà thầu nước ngoài ở đây có thể là tổ chức hoặc là cá nhân nước ngoài, và cái điểm mấu chốt là nhà thầu nước ngoài này sẽ tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt Nam hoặc là có thu nhập, được chưa? Có thu nhập phát sinh từ Việt Nam.
Ngoài ra thì có một số những cái điểm lưu ý để mọi người có thể phân biệt ở đây theo quy định của thông tư là đối với tổ chức hay còn gọi là nhà thầu nước ngoài là tổ chức thì không phân biệt là nhà thầu nước ngoài này là có cơ sở thường trú hay không có cơ sở thường trú tại Việt Nam. Chỉ cần gì thôi ạ? À? Chỉ cần tổ chức này có tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt Nam hoặc là có thu nhập từ Việt Nam thì sẽ đều là được xác định là nhà thầu nước ngoài và có thu nhập từ Việt Nam và thuộc đối tượng phải nộp thuế nhà thầu. Được chưa? Tương tự như vậy, đối với cá nhân nước ngoài thì trường hợp ở đây thì các bạn lưu ý ở đây mình có một nhấn mạnh một cái là cá nhân thì sẽ phải là sao ạ? Có tiến hành kinh doanh tại Việt Nam hoặc là có thu nhập phát sinh từ Việt Nam. Đoạn này thì mọi người lưu ý bởi vì là vừa trong cái slide trước thì chúng ta sẽ thấy là cái cấu trúc của thuế nhà thầu nước ngoài nó sẽ bao gồm là thuế thu nhập và gì ạ? À? Và thuế giá trị tăng. Thì trong cái phần này thì mình lưu ý lại với mọi người và mình nhấn mạnh ở trong cái trường hợp là cá nhân có kinh doanh tại Việt Nam để làm gì ạ? Bởi vì là đối với trường hợp là cá nhân nước ngoài thì nhiều khi chúng ta sẽ rất khó để phân biệt thu nhập này là thu nhập từ hoạt động kinh doanh cung cấp hàng hóa dịch vụ, ở bên là dịch vụ ngoại hàng hóa thì ý gì. Nhưng mà đối với trường hợp là dịch vụ thì khi đó chúng ta rất khó phân biệt đây là thu nhập từ kinh doanh để chịu thuế nhà thầu. Khi đó chúng ta vừa có thu nhập cá nhân, thuế thu nhập cá nhân vừa có thuế tăng với lại cái trường hợp là gì ạ? À? Thu nhập từ tiền lương tiền công, đúng chưa? Thì khi nhắc đến dịch vụ thì bản chất của dịch vụ chính là cái việc cung cấp know-how và cái thời gian của bản thân cá nhân đó mà. Nên đoạn đấy là cái đoạn mà chúng ta cần phải lưu ý để phân biệt. Thì đối với trường hợp nhà thầu nước ngoài mà là cá nhân nước ngoài thì ở đây cái dấu hiệu để xác định là có kinh doanh tại Việt Nam ở đây thông thường là sẽ thông qua cái việc là bản thân cá nhân đó có chứng chỉ hành nghề của nước ngoài hay không hoặc là có tiến hành đăng ký kinh doanh hay không. Lý thuyết thì là như vậy nhưng thực tế thì nói thật là sẽ hơi khó xác định. Và trong nhiều trường hợp là khi làm việc với các cơ quan thuế địa phương cũng có tranh cãi rất là nhiều. Thì đây là cái điểm mà mình muốn lưu ý với mọi người. Thì trong đó làm thế nào để chúng ta có thể